Chính phủ Việt Nam hôm 23 tháng 9 thông báo tang lễ của Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 theo nghi thức quốc tang. Cũng hôm 23 tháng 9, một thông báo của Quốc hội gửi ra nói người phó của ông Quang là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chính thức giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới. Thực tế, nền chính trị Việt Nam nơi chỉ có Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo cho thấy người giữ chức vụ Chủ tịch nước trong nhiều nhiệm kỳ gần đây thường là một ủy viên Bộ Chính trị, tức là nhóm 19 quan chức có quyền quyết định lớn nhất trong Đảng. Chức Chủ tịch nước được xem là chủ yếu mang tính lễ nghi, không có nhiều thực quyền điều hành đất nước. Việc bầu chọn Chủ tịch nước cũng như các vị trí quan trọng khác trong chính quyền diễn ra trong một hội nghị của Đảng trước khi được phê chuẩn tại Quốc hội cho đủ thủ tục theo Hiến pháp. Quyền Chủ tịch nước bà Đặng Thị Ngọc Thịnh hiện không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Giới phân tích và nghiên cứu những ngày này đưa ra những dự đoán khác nhau về người sẽ kế nhiệm ông Quang. Ba ủy viên Bộ Chính trị được xem là ứng cử viên sáng giá gồm có ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Một khả năng cũng được xem là rất có thể diễn ra là Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm cả chức Chủ tịch nước. Theo một số nhà quan sát, nhà phân tích, hay nói cách khác, việc nhất thể hóa hai chức vụ lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam có thể diễn ra sớm. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận đưa ra nhận định với VOA. Theo suy đoán của tôi đó, thì cái khả năng cái người có thể thay vào chỗ đó tốt nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì trong thời gian vừa qua đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng và Nhà nước những nước Việt Nam đi thăm nhiều nước và đặc biệt là các nước cường quốc. Và trong những cuộc gần đây đó thì trong những hội nghị đó thì ông cũng xuất hiện ở vị trí rất quan trọng. Luật sư Thuận nói ông Trọng đã thể hiện tốt vai trò là người lãnh đạo hàng đầu Việt Nam trong các cuộc gặp gỡ song phương hoặc hội nghị quốc tế ở Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu và ASEAN. Song ông Thuận cho rằng quan trọng hơn so với các hình ảnh đối ngoại là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm đến củng cố kiểm soát quyền lực, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Mỗi kỳ đại hội là dịp Đảng quyết định về các nhân sự lãnh đạo chủ chốt và các chính sách lớn của đất nước trong 5 năm tiếp theo.